Thùy Dương xin kính chào quý vị. Lời đầu tiên cho Thùy Dương gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị. Nội dung trong cái video ngày hôm nay đó quý vị, Thùy Dương xin chia sẻ tiếp hồi ký kỳ số 42, Tôi đi tìm tự do của tác giả Nguyễn Hữu Chí. Sau khi trải qua những nguy hiểm ban đầu trên suốt chặng đường từ Quảng Bình về đến nhà, với tờ giấy phép có chữ ký của sư đoàn trưởng và con dấu của sư đoàn, tôi không hề gặp khó khăn trở ngại nào. Nhưng điều khiến tôi lo ngại bây giờ chính là những nguy hiểm tại địa phương một khi tôi về đến nhà. Trên đường đi, tất cả các trạm gác đều không biết rõ tôi là ai. Nên với giấy tờ giả mạo, tôi dễ dàng qua mặt được họ. Hơn nữa, tôi chỉ là một trong số hàng chục ngàn bộ đội trốn đơn vị về thăm nhà. Nên đơn vị của tôi không thể nào mở cuộc truy lùng tôi trên mọi tuyến đường của miền Bắc. Tuy vậy, tôi biết chắc chắn đơn vị của tôi sẽ gửi giấy báo tôi đào ngũ về tận địa phương. Vì sống trong một xã hội khép kín cộng với chế độ tem phiếu và guồng máy kiểm soát của đảng và nhà nước cộng sản bao trùm mọi mặt của cuộc sống, nên hầu hết những ai đào ngũ cũng chỉ dám đào ngũ tạm thời một vài tuần lễ, sau đó phải trở lại đơn vị. Qua chuyện trò với một số người lính đào ngũ trong đơn vị thì tôi biết được mỗi khi có người đào ngũ, đơn vị chỉ đánh điện tính về ủy ban xã, nơi người lính đó có gia đình và từng cư trú trước khi đi bộ đội. Trong điện tín, đơn vị chỉ ghi có vỏn vẹn tên tuổi, địa chỉ cư ngụ của người đào ngũ và yêu cầu ủy ban xã tìm mọi biện pháp để tạo áp lực buộc người lính đào ngũ trở lại đơn vị gấp. Vì là một bức điện tín nên chẳng có con dấu, chữ ký hay bất cứ thứ gì khác chứng tỏ thẩm quyền của người đánh điện tín. Nói cách khác, vì kỹ thuật truyền thông ở miền Bắc lúc đó quá thô sơ và lạc hậu, nên bất cứ một người nào mặc đồ bộ đội vô một bưu điện địa phương đều có quyền đánh đi một bức điện tín với bất cứ nội dung nào. Đây chính là lỗ hổng tôi có thể khai thác nếu tôi biết tận dụng tờ giấy đi công tác mà tôi có. Vì biết rõ như vậy nên tôi quyết định về thăm thầy, bất chấp những nguy hiểm đang chờ đợi. Tôi bước vô sân nhà vào một buổi chiều khi hoàng hôn đã bao phủ vạn vật. Cảnh vật tất cả vẫn như xưa, hàng rào râm bục vẫn xanh tươi. Bên cạnh dàn hoa tràng pháo lao xao trong gió như nhắc nhở tôi bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của quá khứ. Chiếc bể nước vẫn còn đó, im lìm bất động nhưng ẩn chứa muôn vạn lời thì thầm về những mộng mơ tôi hằng ao ước và ấp ủ. Vào những buổi tối mùa hè oi bức, nằm trên mặt bể ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao, lắng nghe thầy tôi kể chuyện. Mấy người cháu, con của ông anh đang chơi đùa ở sân. Trông thấy tôi vội reo lên. Chú Chí đã về rồi. Sau mấy tiếng reo vui, cô cháu gái lớn nhất vội ghé tai tôi thầm thì, giọng có vẻ bí mật và lo ngại. Hôm trước á, có công an xã đến đội bắt chú đó. Tôi chưa kịp hỏi hoa thì thầy tôi từ trong buồng bước ra. Chỉ trong có không đầy một năm trời xa cách, thầy tôi trông già hẳn đi, lưng còng hẳn xuống. Chỉ có hàm râu bạc trắng như cước, dài đến rốn vẫn như xưa. Thầy tôi hỏi giọng ưu phiền, mày về phép hay đào ngũ đó? Nghe câu hỏi của thầy và câu nói thì thầm của Hoa lúc trước, tôi biết ngay, đơn vị của tôi đã đánh điện về ủy ban xã, báo tin tôi đào ngũ và ủy ban xã đã đến gặp gia đình tôi. Vì đã lường trước được chuyện này, nên tôi bước đến cạnh thầy, cầm lấy bàn tay run run của thầy và thưa, thầy yên tâm, con đi công tác. Ngay lúc đó, anh của tôi từ trong nhà bước ra, không một nụ cười, không một lời chào hỏi. Anh tôi nói, giọng lo lắng, nét mặt nghiêm trọng. Chú vô ngay trong nhà, anh hỏi. Quay sang phía thầy, anh nói tiếp, thầy vào trong phòng nghỉ đi, để con làm việc với chú ấy. Thầy nhìn tôi ái ngại rồi thở dài quay vô buồng, đó là căn phòng nhỏ vừa đủ kê hai chiếc giường. Một chiếc cho thầy và một chiếc cho tôi trước đây. Không biết bây giờ chiếc giường cho tôi có còn đó không nhỉ? Tôi tự hỏi rồi thản nhiên đi theo anh vô trong nhà. Tôi thản nhiên vì tôi biết. Chuyện một người bộ đội đào ngũ chẳng có gì là quan trọng. Miễn sao người bộ đội đó chấp nhận lên đường trở lại đơn vị. Điều đó tôi đã sẵn sàng. Vì tôi có trở lại đơn vị thì tôi mới có thể đi tiếp con đường tôi định đến là bầu trời tự do của miền Nam. Nơi có bốn người chị, cùng đông đảo họ hàng, hàng xóm của gia đình tôi đang sống. Tôi sẽ đến vùng trời tự do đó bằng bất cứ giá nào. Quyết tâm đó tôi giữ kín trong lòng, chẳng một ai biết.
Và tôi nghĩ một người khi đã chấp nhận hy sinh để quyết tâm làm một điều mình tin tưởng là đúng, thì người đó thấy trong lòng thanh thản lạ lùng. Bước vô nhà, bỏ ba lô xuống, tôi ngồi vào chiếc ghế trống đối diện với anh tôi. Lũ cháu gồm có 4-5 đứa xúm xích chung quanh, mở to những cặp mắt ngây thơ đen nhánh nhìn tôi với vẻ tò mò và lo ngại. Anh tôi thì trừng mắt nhìn lũ trẻ, khẽ hất cằm. Chúng nó hiểu ý, lập tức ríu ríu kéo nhau ra khỏi phòng. Nhìn điệu bộ hoảng hốt, lo ngại của anh tôi biết. Anh tôi lo cho tôi thì ít, mà lo chuyện đào ngũ của tôi sẽ ảnh hưởng đến công danh, sự nghiệp của anh thì nhiều. Sống trong chế độ cộng sản, ai ai cũng khổ. Ngay cả những người cộng sản có tiền có thế, cũng phải chịu đựng nhiều nỗi khổ cực, dày vò vì những gian dối giấu giếm của mình, của người, của vợ con. Nhưng tôi nghiệm ra, trong số những nạn nhân của cộng sản, tất cả những ai dại dột, ngây thơ chạy theo ảo tưởng, danh vọng do cộng sản thiêu dệt, họ sẽ là những nạn nhân phải chịu đựng nỗi đau khổ, thê thảm gấp bội. Và chính họ sẽ là thủ phạm mang đến muôn vàn khổ đau cho vợ con và những người thân chung quanh. Ông anh tôi là con địa chủ cường hào ác bá, bản thân lại thuộc thành phần tạch tạch sẹt, có nghĩa là tiểu tư sản. Nhưng vì chạy theo ảo tưởng muốn thành đảng viên cộng sản, nên cả cuộc đời cố gắng phấn đấu để rồi cuối cùng mọi tham vọng vẫn mãi mãi ngoài tầm tay với. Tôi nhìn anh tôi thản nhiên chờ đợi. Trong nhà im phăng phắc, bóng tối đã ùa vào phòng. Ngọn đèn Hoa Kỳ leo lét, nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy gương mặt khắc khổ của anh. Và trên mặt bàn, hai bàn tay của anh đan vào nhau trong tư thế trịnh trọng quen thuộc mỗi khi anh nói chuyện trước đám đông. Hai hôm trước, đồng chí bí thư, đồng chí chủ tịch xã và đồng chí xã đội trưởng có đến nhà mình hỏi thăm vị chú đó. Nói đến đó, anh dừng lại nhìn tôi thăm dò, phản ứng. Là một người được xếp vào diện cảm tình đảng, cho dù mãi mãi cũng chỉ là cảm tình đảng, chứ không bao giờ được kết nạp vô đảng, anh tôi vẫn có thói quen gọi các cán bộ của Cộng sản là đồng chí. Nghe anh nói, thì ra cả đảng ủy, hành chánh lẫn cả quân sự cũng đến nhà tôi để hù dọa ông anh đáng thương của tôi. Tôi ngồi bất động và lặng im chờ đợi. Phần thì tôi quá mệt mỏi lại khát nước. Phần tôi biết quá rõ đường đi nước bước của bí thư, chủ tịch xã lẫn cả xã đội trưởng, cũng như cách thức tôi sẽ đối phó với họ như thế nào ở thế thượng phong. Nên tôi đâu có ngán. Dù sao tôi cũng là một bộ đội chuẩn bị lên đường đi bắt cứu nước. Trong túi tôi lại có giấy công tác do chính sư đoàn trưởng cấp, với chữ ký và con dấu đàng hoàng. Tất cả đều thật 100%, kể cả tên họ thật của tôi là Nguyễn Hữu Chí. Sư đoàn trưởng, một cấp bậc vô cùng to lớn đối với mấy đồng chí bí thư, chủ tịch ở một xã nhỏ bé của nông thôn miền Bắc. Vì ngay cả bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh còn phải kinh sợ, từng đóng quân ở các làng xã của Việt Nam trong thời gian huấn luyện. Tôi biết, ngay cả một viên sĩ quan cấp úy, cấp bậc đại đội trưởng còn hét ra lửa, khiến mấy nhân viên hành chánh từ huyện ủy đến chủ tịch xã đều phải run sợ. Nên tôi biết tờ giấy công tác tôi có trong túi sẽ có sức mạnh như thế nào. Anh tôi nói tiếp, họ hỏi chú có về nhà hay không? Anh rất ngạc nhiên nói từ khi chú lên đường vô Nam cứu nước, cho đến giờ chưa bao giờ chú về nhà. Đồng chí bí thư liền đưa cho anh coi bức điện tín từ đơn vị của chú đánh về, nói là chú đào ngũ. Anh ngưng lại chờ đợi tôi phản ứng, tôi vẫn im lặng, anh liền hỏi, giọng hơi sẵn. Chú đào ngũ có phải không? Rồi không đợi tôi trả lời, anh nói tiếp giọng gay gắt. Chú làm như vậy là không có được. Vì tương lai của chú phải trở lại đơn vị ngay lập tức. Chú làm vậy là hỏng hết mọi chuyện. Cả thầy và anh đã hứa với họ, nếu thấy chú về là phải báo cáo cho họ biết ngay tức khắc. Và phải tìm mọi cách để động viên chú lên đường tòng quân cứu nước. Tôi thở dài, rồi nhẹ nhàng nói, em không có đào ngũ. Anh tôi ngạc nhiên nhìn tôi trong mấy giây rồi gặng hỏi. Chú không đào ngũ hả? Không, vậy chú về đây làm gì? Em về thăm thầy, thăm mẹ, thăm anh, chị và các cháu. Nghĩa là chú được về phép. Em đi công tác. Anh tôi ngạc nhiên. Chú đi công tác hả? Vâng.
Vậy sao chú lại về nhà? Trên đường đi công tác em ghé thăm nhà. Anh nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ. Đã từ lâu anh biết tôi là thằng liều lĩnh, dám làm những chuyện động trời. Trong nhà thầy vẫn bảo anh tôi có cặp mắt trâu nên rất nhát. Con trâu to kền nhưng có cặp mắt nhìn cái gì cũng phóng to gấp trăm lần. Nên thấy thằng bé chăn trâu cứ ngỡ là người khổng lồ, sợ một phép. Chú đi công tác vậy có giấy tờ gì không? Em có đầy đủ anh à. Giấy của ai cấp? Của sư đoàn chứ của ai? Đâu chú đưa anh coi xem. Tôi móc túi lấy tờ giấy gấp tư, bọc cẩn thận trong một tờ giấy bóng đưa cho anh xem. Để cho tờ giấy có vẻ đúng là giấy thật, tôi đã cố tình làm cho nó nhàu nát một chút, dính mồ hôi một chút và có vẻ cũ một chút. Cầm tờ giấy đưa gần về ngọn đèn, anh tôi chăm chú đọc. Ánh mắt của anh... Tôi đọc đi rồi đọc lại, coi kỹ con dấu và chữ ký. Tôi biết anh tôi không tìm ra dấu vết nào là giả. Nhưng vì biết tính tình của tôi nên anh vẫn bán tín bán nghi. Sau khi coi kỹ xong, anh ngẩng mặt nhìn tôi hỏi một câu thừa thãi. Giấy công tác này là thứ thiệt phải không? Tôi hỏi ngược lại. Anh có thấy chỗ nào là giả không? Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Chú nói thật với anh, chú đào ngũ hay là chú đi công tác đi? Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột. Anh đọc giấy là anh biết em đi công tác rồi mà. Anh tôi lắc đầu. Đọc giấy tôi không có tin. Tôi muốn chú trả lời anh một cách thành thật. Em đã trả lời anh rồi đó. Tôi muốn chú nói lại một lần nữa. Vâng, em nhắc lại với anh một lần nữa là em đi công tác. Chú phải biết là các đồng chí trong xã quỹ, xã đội sẽ làm việc với chú, chứ không phải là chuyện chơi đâu đó nha. Anh cứ yên tâm, em sẽ xuống nhà chủ tịch xã trình giấy tờ công tác đàng hoàng. Và em sẽ làm việc với họ mà. Anh gật đầu, có vẻ thỏa mãn. Với tay lấy bình nước, rót vào ly. Đẩy ly về phía tôi, anh nói. Chú uống nước đi. Tha lỗi cho anh. Vì lo cho chú nên quên cả mời chú uống nước. Tôi cầm ly nước, uống một hơi cạn ly. Tính uống ly nữa, thì anh tôi sực nhớ tới bức điện tín, vội hỏi. Ủa, chú nói chú đi công tác. Vậy sao có bức điện tín từ đơn vị đánh về nói là chú đào ngũ? Tôi cũng làm ra vẻ ngạc nhiên không kém. Anh đã coi kỹ bức điện tín đó chưa? Thì chính mắt của anh coi kỹ rồi mà. Điện tín như vậy làm sao mà giả được? Chính bưu điện ở đây gửi tới tận nhà đồng chí chủ tịch xã. Em không nói bức điện tín là giả, nhưng em nói người đánh điện tín phải là giả. Chú nói vậy là thế nào anh không hiểu? Có nghĩa là người đánh bức điện tín là một tên nào đó, không phải là thủ trưởng trong đơn vị của em. Nhưng tại sao người đó lại biết rõ họ tên địa chỉ của chú? Ý em muốn nói là người đánh bức điện tín đó có thể là một người trong đơn vị của em, nhưng không phải là cấp chỉ huy trong đơn vị. Tại sao người trong cùng đơn vị của chú lại làm chuyện đó? Có thể vì họ ghét em hay vì một lý do nào đó em không có biết. Anh biết mà, đánh điện tín thì ai ra bưu điện đánh trả được. Muốn viết thế nào trả xong, miễn sao có tiền trả. Anh cứ yên tâm đi, chuyện này á khi về đến đơn vị, em sẽ làm rõ trắng đen mọi chuyện rồi cho anh biết. Nghe tôi nói với giọng quả quyết và nét mặt đầy tin tưởng, bình tĩnh, anh thấy có lý nên gật gù nói. Bây giờ thế này, chú đi xa về chắc là đang đói, nhưng việc này rất quan trọng. Phải giải thích đã thông tư tưởng, làm sao để các đồng chí lãnh đạo hiểu rõ. Vì vậy, để mừng chú về chơi, anh sẽ bảo chị ở nhà nấu cơm chờ. Còn bây giờ anh với chú đi xuống nhà đồng chí chủ tịch xã để trình bày vấn đề. Chú thấy thế nào? Anh nói vậy rất đúng. Em đi với anh ngay bây giờ để anh yên tâm, tránh phiền phức cho anh và gia đình mình. Anh tôi vội vã quay ra, hạ chiếc xe đạp treo lơ lửng dưới mái nhà bằng hai cái sợi dây. Bê chiếc xe qua bậu cửa, qua hè rồi xuống đến sân. Tôi bước ra theo anh. Ngay lúc đó có tiếng chó sủa nhìn ra ngõ trong bóng tối. Chỉ có chút ánh sáng từ ngọn đèn hoa kỳ ở trong chiếu ra mờ mờ. Tôi thấy thấp thoáng bốn năm bóng đen đang đi vô. Tiếp đó tiếng chào hỏi ầm ĩ, ra vẻ thân mật xuồng xã nhưng vẫn không giấu được sự trịnh thượng của những người chức sắc cho chế độ. Vì mới xa quê chưa bao lâu nên tôi nhận ra ngay bốn năm bóng đen bước vô nhà là chủ tịch xã, bí thư xã ủy, xã đội trưởng và hai người du kích có trang bị súng ống đàng hoàng.
Thì ra có thể ủy ban xã đã cho người theo dõi nhà anh tôi từ mấy ngày qua, hoặc ngay khi tôi về đã có người trông thấy. Vội báo cho ủy ban xã biết, lập tức họ vội kéo đến nhà tôi với ý định bắt tôi ngay tại trận về tội đào ngũ. Kính thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc cái phần chia sẻ của Thùy Dương về hồi ký số 42. Tôi đi tìm tự do của tác giả Nguyễn Hữu Chí. Giọng của Dương nó bị khan, quý vị bị rác rồi nè. Cho nên quý vị hãy nhấn cho Thùy Dương một cái like để giúp YouTube đề xuất. Và nếu quý vị chưa nhấn ghi danh kênh thì hãy nhấn ghi danh để theo dõi những video tiếp theo của Thùy Dương. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.